Trang Quỳnh, Bản Màu Giới Hạn, tập 237, Lão Hiệp Sĩ. Ông Quỳnh ơi, có ông kia ngồi trước cửa quán nhà mình từ sáng tới giờ, có vẻ khả nghi lắm, ông ra xem đi. Không thấy tôi đang bận đại sự à, ra để xem thì mắm xem cũng được, cần gì tới Quỳnh, mắm cũng có mắt mà. Hứ, lâu nhà mà gọi là đại sự, ý tôi là ông ra mời người đó đi đi. Ngồi đó tù ẻo thì sao mà buôn bán. Ừ, nhờ tôi ra xử thì nói ra xử, ai bảo lại nói ra xem. Hừ, bắt bé từng lời nói, tạm thua đi. Hiền Khô thế này mà bảo là khả nghi, còn cháu của Tào Tháo hở tí là nghi. Anh ơi, nếu có ngắm cảnh thì anh đến chỗ gió mát trăng thanh, chứ ở đây toàn là mùi mắm mùi thịt không hà, có gì đâu mà ngắm. Ấy, tao đang ngắm cái mùi thịt, mùi mắm đấy. Không hiểu hả? Nói rõ ra là tao đang đói bụng nhưng không có tiền ăn bún, nên ngồi đây ngửi mùi cho đỡ đói. Trông đẹp trai thế mà không có tiền ăn cơm mà, chắc anh là học trò vừa thi rớt. Tao là thầy thuốc, vì không có vốn mở phòng khám nên phải đi chữa bệnh dạo, mấy bữa nay é nên đói. Nè, thuốc đây nè, tao đâu có nói dối. Trắc nghiệm thử nhé, anh là thầy thuốc, vậy anh có biết bệnh da bụng dính da lưng không? Tao đang bị bệnh đó đây, đó là bệnh đói. Đúng là thầy thuốc rồi. Vậy thì anh cứ vào ăn, khi nào có tiền thì trả. Mặt này mà ăn chịu hả? Nghèo mà phách dữ. Ôi, đau quá trời ơi. Bác bị bệnh gì vậy? Tôi có phải là thầy thuốc đâu mà biết là bệnh gì. Tôi chỉ biết là tôi đau bụng quá chừng. Để tôi xem mạch cho bác. Hắn không có tiền đâu, đừng có khám. Ông thầy thuốc đó ác lắm. Tôi nhờ ông chữa, mai trả tiền mà ông không chịu. Để tôi chữa miễn phí cho. Ơ, anh chàng này hay à, không có tiền ăn cơm mà đi chữa bệnh miễn phí cho người khác. Bác uống thuốc này sẽ hết đau ngay. Bình. Ông chửi xéo cha tôi đó hả? Mô Phật, tôi có biết chửi ai bao giờ. Ông này không có tiền, cha tôi không chữa mà ông lại chữa miễn phí, thế không phải là chửi xéo à? Tôi không nghĩ thế, tôi chỉ làm việc thiện thôi. Cấm làm việc thiện ở đây, cha tôi sẽ bị mất khách. Dừng tay, cậu mà đánh anh ta nữa thì sẽ biết tay tôi à. Ui da, sợ ông già ghê. Biết sợ là khôn đó, đi đi. Còn lâu. Hừ. Ông là ai, ở đâu tới vậy? Ta ở xa mới tới, ta là thầy. Thầy gì mà quýnh lộn giỏi thế? Thầy dạy võ, thiên hạ gọi ta là lão hiệp sĩ. Giới thiệu vậy đủ chưa? Sao không nói sớm cho tôi chạy? Nãy giờ ngồi trong quán, ta nghe hết những gì cậu nói với thằng Quỳnh. Vào đây, ta bao người tốt bụng một chầu bún. Cậu là một thầy thuốc có tâm đức, ta sẽ giúp cậu mở phòng khám để giúp người. Có điều là cậu phải đợi một thời gian, chứ hiện giờ ta chưa có tiền. Ta sẽ mở trường dạy võ, ta sẽ có tiền giúp cậu. Hai ông thầy nghèo giúp nhau. Mừng quá, võ đường của thầy đông học trò quá. Chớ vội mừng, tuy đông học trò nhưng ta vẫn chưa có tiền để giúp anh thầy thuốc. Tụi nó nghèo nhưng thích học võ nên ta dạy miễn phí không hà. Thầy thuốc chữa bệnh miễn phí, còn thầy võ thì dạy học không tiền. Hai ông thầy này chắc nghèo suốt đời. Bẩm quan, trên núi có một bọn cướp rất hung dữ và tham lam. Nói bọn cướp hung dữ là đủ rồi, khỏi cần nói tham lam. Không tham lam thì không phải cướp, nói thừa. Chúng con đi qua núi, bị chúng lột sạch tiền bạc và cả áo quần. Lột áo thôi, quần còn đây nè. Ông cai, dẫn lính lên núi bắt cướp cho ta,
Khỉ thế lên, xuất quân mà như đi đưa đám ma vậy hả? Khỉ thế nè, 1, 2, 3. Lúc đi khỉ thế lắm mà, sao giờ lại tả tơi thế này? Tụi nó dữ quá, tụi con đánh không lại. Quan trèo giải thưởng, ai bắt được tên tướng cướp trên núi đá đem về được thưởng 100 đồng. Để tôi bắt cướp, kiếm tiền. Lại ông, nhà không có tiền ăn, lấy đầu ra tiền để mua hồn cho ông, ở nhà giùm đi. Ha ha, vậy là ta có tiền để giúp anh thầy thuốc rồi, ta sẽ đi bắt bọn cướp. Cho con đi theo giúp thầy. Giúp được gì, nói ta nghe. Ví dụ như thầy quật ngã một ông cướp nào đó, con sẽ nhào vô trói lại. Trúng đòn của ta, 3 ngày sau còn đi chưa được, khỏi cần trói, ở nhà đi. Hoặc là con sẽ hát để trấn áp tinh thần bọn cướp, con hát to lắm. Dạ. Nội công thâm hậu ghê, tiếng hát của con có thể làm chết rẹp đó, ở nhà đi. Thầy không cho con đi, con không bán bún nem nướng cho thầy ăn nữa. Quỳnh, giúp ta tí việc. Hình như là thầy đã nghỉ chơi với con rồi. Nghỉ chơi hôm qua, hôm nay chơi lại. Có lẽ bọn cướp biết danh ta nên trốn mất tiêu. Con giúp ta tìm một ông nhà giàu nào đó có gàn một chút để làm mồi nhử bọn cướp lộ diện. Có ngay ạ, thầy đợi con một tí. Nhà giàu có gan đây. Được đó, lên núi đi. Nhà giàu đi đâu cũng phải có tiểu đồng theo hầu, mày theo tao. Ông ơi, túi tiền nặng quá, ông đeo giùm con một tí đi. Đứng lại, đưa túi tiền đây. Tiền này đâu có xài được mà lấy. Đưa đây. Ơ, đúng là tiền không xài được, tiền mã. Cởi cái áo gắm đó ra. Áo mượn không thể đưa được. Cởi ra. Dạ, hư. Kinh thật, chỉ cần một đòn là đối phương đò ván hết. Đúng là lão hiệp sĩ. Trói chúng lại rồi đi gọi anh chàng thầy thuốc tới đây. Anh đưa mấy tên cướp này lên quan để lãnh thưởng đi. Anh cứ nhận hết số tiền thưởng, tôi không lấy đồng nào đâu. Cha mẹ ơi, tôi ốm yếu thế này, ai tin tôi bắt cướp? Đâu phải ai ốm cũng yếu đâu, tôi cũng ốm nhách đây nè. Đi, lẹ lên. Đề nghị mày thọc chỗ khác, thọc chỗ đó nhột lắm. Ông Lý ơi, có người bắt được bọn cướp, đang dẫn lên quan kìa. Chúng mày theo tao, mình chia thành hai toán, hành động thế này. Tấn công. Chết, đồng bọn của chúng tới giải cứu. Vút. He he, mình được quý nhân giải cứu rồi. Bắt chúng. Hừ, đánh ông cọp, gặp ông kẻ. Ông Lý giỏi lắm, tiền thưởng cho ông đây. Số của anh là số nghèo, tiền tới anh mà còn mất. Không phải do số đâu thầy ạ, người ta tính toán để cướp công của anh ấy đấy. Không có trường hợp ngẫu nhiên mà đám giải cứu cùng ông Lý xuất hiện một lúc. Còn chắc đây là âm mưu của ông Lý. Lỡ giúp anh thầy thuốc rồi thì thầy giúp cho trót. Còn có cái này, chỉ một mình thầy làm được vì thầy giỏi võ. Ừ, để ta làm. Mời quan thức dậy. Hả? Người là ai mà dám? Quan mau thả đàn em của tôi ra ngay. Cứu ta. Vút. Chúng mày canh gác mà ngủ gật hay sao vậy? Đâu có ạ. Tên này lợi hại thật. Hắn đột nhập vào đây mà không bị phát hiện. Ra ngồi cho ta ngủ tiếp. Mời quan thức dậy. Hả? Trong vòng 3 ngày mà quan không thả người của tôi thì đừng trách tôi, không ai chặn tôi được đâu. Ông Lý, ông bắt cướp,
nhưng còn sót một tên rất lợi hại. Ông bắt nó luôn cho ta, không bắt được nó, ta lấy tiền thưởng lại. Tìm gã thầy thuốc về cho ta. Bắt tên cướp còn lại đi, ta sẽ thưởng cho ngươi. Thưởng bao nhiêu ạ? 50 đồng. 100 đồng tôi mới bắt, ông Lý tự bắt hắn dễ lắm à. Ừ, 100 đồng cũng được, đi bắt hắn đi. Hà, còn lâu mày mới lấy được tiền của tao. Chúng mày canh chừng, hễ hắn bắt được tên cướp thì báo cho tao, tao sẽ diễn lại tuần cũ. Ông Lý ơi, gã thầy thuốc bắt được tên cướp rồi kìa. Ra tay, làm y hệt lần trước. Tấn công. Chạy. Tao bắt được mày rồi. Còn lâu. Dạ, hử. Ha ha, tất cả đều là tuồng đinh của ông Lý. Tha cho tụi tôi đi, tại ông Lý sai tụi tôi làm đó. Rõ ràng là ông Lý lập mưu để cướp công của người khác. Mưu của ông đâu có bằng mưu của Quỳnh. Mời ông lên gặp quan. Thương lượng nhé, ta giao lại số tiền thưởng 100 đồng cho các người, rồi xem như chuyện này không xảy ra. Đưa tiền đây. Về nhà lấy. Tiền nè, xem như không có việc gì xảy ra đấy. Ông Lý cũng thế, nếu ông động chạm tới chúng tôi thì mọi sự sẽ vỡ lẽ, phần thiệt sẽ về ông. Biết rồi, hừ hừ. Không bắt được tên cướp kia, trả tiền thưởng lại cho ta. Chết rồi, số tiền thưởng mình đã giao cho gã thầy thuốc rồi, không thể nói sự thật cho quan nghe. Tội cướp công của người khác, tội lừa quan để lãnh thưởng nặng lắm. Thôi thì móc tiền túi ra đưa cho quan để yên thân vậy. Ít tham làm chi để giờ mất tiền. Tức 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 quá. Ông kia, mở võ đường có xin phép không? Đã giao ước rồi, xem như không có chuyện gì xảy ra mà. Ông mà làm khó tôi thì mọi sự sẽ vỡ lẽ đó. Ừ, xem như không có việc gì xảy ra, tôi không làm khó ông. Này, chữa bệnh không được chém đấy. Cậu mà chém bệnh nhân thì sẽ biết tay tôi à. Biết rồi, có lão hiệp sĩ không ai dám làm điều quấy đâu. Hừ, sợ lão hiệp sĩ chứ không thèm sợ Quỳnh hiệp sĩ. Còn dám ăn gian mẹ phải không? Dạ đâu có ạ. Mẹ bảo đi mua tô cháo 1 đồng, con mua chỉ có 5 hào phải không? Dạ đâu có ạ. Tô cháo 1 đồng mà chỉ có chừng này thôi à? Không qua mắt mẹ được đâu. Ít sức dầu dùm tao đi. Ha ha, năm nay mày bị sao là hậu chiếu mạng rồi. Sao là hậu chiếu thì bị đòn hả? La hầu là vừa hầu vừa bị la. Đi mua cháo cho mẹ ăn mà lại bị la, bị đòn. Tại ông chủ hàng cháo bắn mắt quá nên mẹ tao hiểu lầm. Tô cháo 1 đồng mà có tí xíu vậy à? Tới hỏi cho ra lẽ. Đây, có bản giá hẳn hồi đây. 1 tô 1 đồng, tao đâu có bán gian. Tô của ông đây hả? Ừ à, tô của tao đó. Tô gì mà nhỏ hơn cái chén? Đó là kiểu tô thượng lưu, hình dạng nó là cái tô, không phải là chén. Vậy cứ hễ 1 tô là 1 đồng phải không ạ? À? Đúng, 1 tô 1 đồng. Theo tao. Nặng thành 1 cái tô cho tao. Tô gì mà to hơn cái máng heo vậy? Cứ làm, đừng hỏi. Đốt lửa nung nó đi. Tạm được rồi đó, khiêng nó đi. Bán cho con 1 tô cháo 1 đồng. Tô gì mà khiếp thế? Đây là kiểu tô hạ lưu. Tô kiểu thượng lưu bé tí xíu, tô kiểu hạ lưu to như cái máng heo. Rồi đó. Có đủ 1 tô đâu, cháo còn chưa dính đáy tô kia mà. 1 tô của tao là vậy đó,
Ai bảo mày mang cái máng heo tới? Mày chạy đi báo với ông Lý, có người buôn bán gian lận ngoài chợ. Ai buôn gian bán lận đâu? Dạ chú này ạ. À, chú ấy treo giá bán một tô một đồng, con mua một đồng nhưng chú ấy bán chưa đầy cái đáy tô. Tại tô của nó to quá, giá một tô một đồng là tô của tôi đây này. Đánh lừa khách hàng, ghi bảng giá một đồng một tô rồi bán bằng cái tô nhỏ xíu. Đây cũng là cái tô, ông phải bán đầy cái tô này theo đúng như ông ghi trên bảng giá. Nhưng cái tô của nó khủng khiếp quá. Trên bảng giá, ông đâu có phân biệt tô khủng khiếp hay tô nhỏ. Tô của ông nhỏ xíu, ai kiện? Tô nào cũng là tô. Hễ là cái tô thì phải bán đầy một tô. Không bán đúng giá, ta phạt rồi đóng cửa hàng. Trời, hết nồi cháo mà chưa được nửa tô. Nấu thêm nồi nữa, chừng nào đầy tô mới được. He he, đứa nào thích ăn cháo, lại đây. Lỗ to, thua nặng. Sửa lại bảng giá. Một đồng, một tô nhỏ. Một đồng, một tô nhỏ xíu, mắc quá, chả ăn. Ế quá, sửa lại bảng giá. Một đồng, một tô bình thường. Tô bình thường là tô nào? Đây, tô người ta bán ngoài chợ đây. Đúng là cái tô, thế mới là phải giá. Có khách lại rồi, mừng quá, không dám buôn bán gian lận nữa đâu. Đập ngay cái tô này, còn để nó ở đây, người ta tưởng mợ bán một đồng một tô bún to thế này thì chỉ có nước bán nhà. Sao ông không đi làm? Hôm qua tôi gặp ông thầy tướng số, ông ấy nói tôi có mạng làm quan. Ông bảo tôi không cần phải làm gì cả, cứ chờ thời đến để hưởng giàu sang. Tôi chờ thời đây. Ông có nhịn đói được cho tới khi gặp thời không? Đương nhiên là không. Bà lo cơm cho tới khi tôi gặp thời đi, lúc đó tôi sẽ bù đắp lại cho bà. Nhớ lời hứa đấy nhé. Hình như cha tao bị tâm thần rồi Quýnh ơi. Để tao tới xem. Hè, một con nữa. Nướng. Nhậu. Đã ghê. Ngày nào bác cũng câu cá mà không chán à? Tao câu cá chờ thời. Mày có biết ông Khương Tử Nha trong truyện Phong Thần không? Để tao kể cho nghe. Ông Khương Tử Nha không làm ăn gì cả mà chỉ ngồi câu cá đợi thời. Mãi đến năm 70 tuổi thì ông ta mới gặp thời, được văn vương mời ra làm quan. Chuyện này mình biết lúc mới 1 tuổi. Vậy là bác cũng đợi có người mời ra làm quan? Đúng thế, từ đây tới lúc 70 tuổi thế nào tao cũng gặp thời. Nhưng ông Khương Tử Nha câu cá đâu có lưỡi câu, đâu có mồi, thế mới là chờ thời. Còn bác thì câu cá liên tục để nhậu. Tại ông Khương Tử Nha không biết nhậu. Để con bấm quẻ xem khi nào thời của bác tới. Con có học thiên văn địa lý bói toán. Trong vòng 3 ngày nữa bác sẽ gặp thời. Vái trời cho mày bói trúng. Cha của mày không bị tâm thần đâu, ổng bị bệnh lười đó. Ổng vin vào chuyện ông Khương Tử Nha để khỏi phải đi làm, ngồi chơi cho sướng. Vậy sao mày nói 3 ngày nữa cha tao sẽ gặp thời? Tao sẽ làm cho cha mày hết thời. Đâu, ông Khương Tử Nha đâu? Ông Lý đi đâu vậy? Tôi được lệnh của quan trên đi tìm người tài ra giúp nước. Trông ông có vẻ oai nghi, chắc ông là một nhân tài. Thời của mình tới rồi. Ông có chịu ra giúp nước không? Nhưng tôi có bằng cấp gì đâu mà giúp nước. Người tài không cần bằng cấp, miễn giỏi là được. Vậy thì tôi đồng ý. Xin mời theo tôi. Thằng Quýnh bói hay ghê. Mời ông ngồi đây. Canh cho kỹ, không được để ông trốn. Tuyển mộ nhân tài kiểu gì vậy?
chuyện mời ông ra giúp nước chỉ là chuyện màu mè hoa lá cho vui. Thật ra là tôi đi tìm người thất nghiệp để đưa đi dân phu. Thấy ông rảnh rỗi ngồi câu cá chơi nên tôi biết là ông thất nghiệp. Thất nghiệp thì đi làm dân phu. Vậy mà ông nói mời tôi ra giúp nước. Đi dân phu cũng là giúp nước vậy. Ông Lý ơi, tha cho tôi đi. Tôi có việc làm, nhưng vì lười nên tôi bày trò câu cá chờ thời để gạt vợ tôi. Tha cho tôi đi. Tôi tha, rồi ông có còn câu cá chờ thời nữa không? Không, thề là không. Bác không câu cá chờ thời nữa sao ạ? Mày, chính mày xúi ông Lý tới bắt tao đi dân phu, cấm mày chơi với con tao nữa đó.